cùng nhau hoàn thành mục tiêu 2024, đưa Singroup trở thành top of mind trong ngành về làm đẹp, sức khỏe, sắc đẹp, tinh thần và thể chất tại thị trường Việt Nam. Xin khát khao được thực hiện những mục tiêu lớn này cùng với tất cả siêu anh hùng Sinner. Xin rất tự hào về các bạn. Sự đồng hành của các bạn đã góp không nhỏ vào thành công của Singroup ngày hôm nay. Xin gửi lời cảm ơn trân trọng và kính chào tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. 3, 2, 1, Sinner!